Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin chúc toàn thể quý vị và các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất, và kính chúc những anh chị em nào đang tìm mua xe ô tô sớm tìm được những chiếc xe ưng ý nhất. Và hôm nay em review cặp song sinh Chi Tông, một chiếc sản xuất năm 2019 đăng ký 20, và một chiếc Phong của 2016. Một chiếc thì là quá xuất sắc về cây số 866 km, mới chạy vừa chớm gần hết lốt đa. Vâng, về chiếc xe này thì là lực phong mới nên là khá là đẹp và hoàn hảo, và bên em đang chào bán với giá là 590 triệu. Về chiếc 2016 này thì chạy 9 vạn km, toàn bộ rất chi là hoàn hảo, không đâm va tai nạn biến dạng ô tô cả hai xe. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 465 triệu, và tất cả hai chiếc xe này thì bên em đều có hỗ trợ trả góp banking cho quý vị anh chị nào vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Về toàn bộ về xe Chi Tông thì các bác cũng biết rồi, thương hiệu xe Nhật thì đi cũng khá là lành, và đồ đạc thay thì rất chi là tiết kiệm. Toàn bộ xe sử dụng động cơ 2.4, và một chiếc 2019 thì sử dụng động cơ Vimec thì nó nổ êm hơn một chút, nên là máy nó mượt hơn và công suất nó tăng tốc nó nhanh hơn so với bản thường. Quý anh chị nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe, nhớ liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, yêu cầu là các xe đẹp và ưu tiên cho các dòng xe bán tải máy dầu. Bên em mua giá rất chi là cao và hợp lý cho quý anh chị tại từng thời điểm. Và anh chị em nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, xin cho em Lợi một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác đăng ký kênh của em sẽ sớm nhất cập nhật các dòng xe bên em vừa mới về. Vâng, đây thứ nhất là em về so sánh về hai form của chiếc xe này. Về cái form mới thì nó khá bắt mắt hơn, đường từ cặp đèn là đèn bi này, rất chi là đẹp. Về form mới và form Vimec, đèn Vimec thì nó đèn bi salon và cặp đèn pha rất chi là to và đẹp. Toàn bộ đường mặt ca lăng, đường viền này, hai bên rất chi là nhìn rất chi là thể thao và khỏe. Đây là cái form cũ của chiếc xe thì sử dụng đèn halogen, nên là toàn bộ mặt ca lăng thì nó cũng khá chi là đơn giản thôi. Đấy, về động cơ của hai chiếc xe thì em đứng giữa cho các bác, quý vị các bạn xem hai động cơ đang nổ đây. Hai động cơ đều là nguyên bản từ đầu, không có dấu hiệu bị ngập nước hoặc là sửa chữa gì. Toàn bộ đều là đang còn sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy. Và động cơ của chiếc này thì có vẻ là kêu to hơn một chút. Về thực chất cái tai em nghe thì đang động cơ nó khá là to hơn một chút. Còn động cơ của Vimec thì tiếng nổ nó mượt hơn, êm hơn, và máy nó không rung lắc hơn. Đấy là qua trải nghiệm của bản thân em, thì em đi thì cảm thấy bản Vimec đi nó cũng vượt và tăng tốc nó khỏe hơn. Vâng, vừa rồi em vừa quay tổng hợp hai xe Chi Tông bên em. Quý anh chị nào mà có nhu cầu đam mê về Chi Tông thì nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Và các bác nào mà có nhu cầu thì mời qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa để chạy thử và trải nghiệm cả hai xe để so sánh. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.